thì mai mốt các bạn học về kỹ thuật in nó gọi là tram, những hạt chấm như thế này gọi là tram. Đó, thì giờ thầy chỉ cho các bạn tạo những cái hạt như thế này. Để tạo hạt như thế này thì các bạn hãy tạo một cái file bằng với kích thước của cái này luôn nha, nhấn Ctrl N tạo một cái file bằng với kích thước. Chiều rộng thầy sẽ cho là 10. Cao là bao nhiêu các bạn? Cao 25. Độ phân giải 200. Có nghĩa là đúng với kích thước đó, để mình làm xong mình copy qua cho nhanh. Ok. Tại sao không làm đè? Tại vì ở đây nó có những cái đối tượng của các bạn nó hơi khó làm chút xíu. Bây giờ các bạn sẽ dùng brush. Các bạn sẽ tô cho thầy cái màu, một cái màu đen thôi. Một cái màu đen nhưng mà đừng để nó đen. Các bạn tô màu xám xám như thế này. Màu xám. Lít phải chọn nét cọ mờ. Size vừa phải. Ví dụ size đây khoảng 800 pixel. Rồi các bạn lít một điểm một thôi các bạn. Lít một điểm một thôi. Đó. Hoặc thầy sẽ cho nó bé hơn chút nữa các bạn. Lít phải ở đây cho nó bé hơn. Ví dụ 600 pixel. Nó lít một điểm duy nhất. Bây giờ thầy sẽ tạo hạt cho nó bằng cách này các bạn. Mở cái bảng channel lên. Các bạn sẽ chọn một cái kênh bất kỳ. Chọn cái kênh bất kỳ. Dùng cho thầy là email, mod, bitmap. Output. Output là độ phân giải các bạn để mặc định. Riêng cái user các bạn chọn là Hearthstone Ring. Thầy nói trước thì thầy sẽ ghi lại sau. Đây là độ phân giải Hearthstone Ring là hạt cham, nó sẽ cách đều với nhau. Ok. Frequency. Frequency là nó tính theo số dòng cái chấm á, cái hạt cham á, trên một inch. Cho nên số dòng này càng nhiều thì hạt nó sẽ càng bé. Ví dụ ở đây thầy chọn nó là 7 thôi. Góc xoay là 45 và hạt tram của mình là hạt tròn thì chọn là round. Bấm OK các bạn. Như vậy là các bạn đã được những hạt tram. Cái đặc điểm của hạt tram này là gì? Cái màu đậm á, là hạt nó sẽ to và nó khít. Còn cái màu mà sáng á, là nó sẽ nhỏ dần. Bây giờ các bạn sẽ nhấn Ctrl A, các bạn copy cái anh này qua cái mẫu thiết kế của mình. Chọn vào layer ở trên cùng, nhấn Ctrl V dán luôn. Được. Làm sao để chọn hết những cái chấm màu đen? Các bạn hãy dùng cái công cụ Magic Wand, sau đó bỏ check cái chữ Continuous, lít vô màu đen. Nếu thầy check chọn Continuous có nghĩa là gì? Có nghĩa là chọn đây nó chỉ chọn đúng một chấm thôi. Thầy check bỏ Continuous, thầy chọn cái nó chọn hết luôn các bạn. Sau khi chọn hết xong, các bạn sẽ bỏ cái layer này vào thùng rác. Đồng thời chúng ta sẽ tạo cái layer mới tô màu trắng giùm thầy. Nhấn Ctrl D bỏ chọn. Và bây giờ chúng ta sẽ di chuyển cái anh này vào vị trí mong muốn. Giảm opacity đi và kéo nó xuống gần ở dưới cùng, ở trên cái background. Được chưa các bạn? Tăng opacity lên chút. Đó. Những cái hạt đều đặn như thế này gọi là hạt tram. Các bạn có thể nhấn Ctrl T để phóng to cái hạt này lên. Enter các bạn. Được chưa? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ ghi các cái bước này vào nha. Thì nhắc lại nè, đầu tiên các bạn sẽ tạo một cái file mới bằng đúng kích thước của file các bạn thiết kế. Bước thứ hai các bạn sẽ dùng brush. Các bạn tô một cái nét cọ từ màu xám cho đến màu trắng. Nét cọ mờ dần nha. Bước thứ ba, chọn kênh màu. Chọn một cái kênh màu dùng cho thầy lệnh Email Mode Bitmap. Bitmap là cái lệnh tạo hạt tram. Được không? Đó. User là Hearthstone Ring. Độ phân giải 200. Frequency chính là cái độ lớn của hạt tram. Ví dụ nãy thầy chọn ở đây là 7, bây giờ mình có thể cho nó nhỏ hơn. Đó. Nó nhỏ thì hạt tram nó sẽ lớn. Kiểu các bạn, rồi các bạn copy, các bạn dán qua bên kia thôi. Bây giờ chúng ta lấy viết, chúng ta ghi lại vài bước. Được chưa các bạn?